Hương Thơ và chương trình Câu Chuyện Y Khoa, một chương trình được bảo trợ bởi Bệnh viện Oncos Memorial, nơi Hương Thơ làm việc toàn thời gian trong vai trò nhân viên giao tế. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc với Hương Thơ số 714-378-7969 hoặc Thu Nga 714-378-7403. Và hôm nay Hương Thơ xin hân hạnh đón tiếp sự trở lại của bác sĩ khoa Thomas Quách Nhất Trí, chuyên về sản phụ khoa, có văn phòng nằm trên đường Bosa 9186 Bosa Avenue và điện thoại là 714-799-7522. Xin mến chào bác sĩ Quách Nhất Trí ạ. Dạ, thưa kính chào Hương Thơ, dạ, thưa kính chào quý khán giả. Và thưa bác sĩ, là hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài nó liên quan một tí xíu về cái chuyên ngành của bác sĩ, nhưng vì có một người thân quen của cả bác sĩ và Hương Thơ vừa mới qua đời và trải qua cái hành trình đi vào emergency khoa cấp cứu để lúc mà chăm sóc ở cuối đời, thì với tấm lòng quan tâm của bác sĩ có gợi ý mình nên nói chuyện này, tại vì nó rất là quan trọng, vì bác sĩ đã nhìn thấy những cái bối rối, những cái chưa chuẩn bị của những người thân của người quen chúng ta đã vừa mới qua đời. Nên bác sĩ muốn chia sẻ những thông tin rất là quan trọng liên quan đến là chúng ta cần biết những gì khi mà đến khu cấp cứu, và những cái chuyện gì xảy ra nếu chúng ta bị bệnh nặng, phải nằm viện và phải đưa vào nursing home hay là phải lọc máu. Trước khi bắt đầu thì Hương Thơ xin nói giới thiệu đến quý vị, Trung tâm Y tế Oncos Memorial là một trong 4 trung tâm y tế phi lợi nhuận non-profit thuộc hệ thống Memorial Care tọa lạc ở quận Cam và Los Angeles. Bệnh viện Oncos có 240 giường bệnh nằm trên đường Brookhurst góc đường Talbot ở thành phố Fountain Valley. Năm 2018, nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng Việt Nam chúng ta và cũng như cộng đồng bản xứ, khu cấp cứu của bệnh viện đã được bành trướng gấp đôi để cung cấp những dịch vụ và chăm sóc tốt hơn cho những trường hợp khẩn cấp, cũng như gia tăng sự riêng tư cho bệnh nhân cũng như thân nhân của họ. Vì thế hôm nay bác sĩ Quách Nhất Trí sẽ nói cho chúng ta nghe về những thông tin quan trọng cần biết khi quý vị phải vào khu cấp cứu, khi phải được chăm sóc trầm trọng ICU cho đến chăm sóc cuối đời. Thưa bác sĩ, trong cái trường hợp thai phụ thì khi nào cần vào cấp cứu, và những trường hợp cấp cứu khác, xin bác sĩ có thể nói ra những danh sách những cái trường hợp nào ạ? Dạ, thưa, cảm ơn cô chị Hương Thơ. Trong ngành của tôi đó, người phụ nữ bệnh nhân mà có thể cần phải dùng bệnh viện á, là trong trường hợp nếu mà có bầu, thì lẽ nhiên trong thời gian mang thai có bị chảy máu bất thường, hay có từ lúc mà mấy tháng cuối chuyển dạ thì sẽ vào bệnh viện để sanh đẻ. Rồi còn nếu mà không có bầu á, thì thường là bệnh nhân cần phải vào cấp cứu khi nào mà bị chảy máu từ âm đạo mà nhiều quá, khiến cho bị xỉu, hay là đây là những trường hợp phụ khoa liên quan với lại rối loạn kinh nguyệt, với lại bú tử cung. Sometimes khi nào mà chúng ta làm trong ngành y khoa đó, vì do cái công việc làm, chúng ta không có nghĩ đến khi nào mà bệnh nhân và gia đình đưa một người bệnh nhân đến bệnh viện. Sometimes mình quên đi những cái gì mà bệnh nhân cần, gia đình cần biết, là tại vì chúng ta đã quen cái cách làm việc mà không, giống như là nhiều khi tại vì do cái sự làm việc chăm sóc cho bệnh nhân, chúng ta không có nghĩ đến về những cái sự hoang mang của mà gia đình có thể có hồi lúc mà họ đưa người thân của mình đến bệnh viện. Những tháng vừa qua đó thì chúng ta có một cơ hội đứng ra để giúp cho một gia đình người bạn giải đáp và liên hệ để cắt nghĩa những cái thủ tục mà người bệnh nhân đó đang được điều trị trong bệnh viện đó, rồi những để cắt nghĩa những cái danh từ y khoa, những cái cách điều trị, để cho một phần là gia đình hiểu hơn, và vì do cái sự hiểu biết đó họ yên tâm hơn. Nhất là trong cái thời gian mà sau khi vụ COVID thì gia đình có gặp khó khăn nếu mà đến để thăm thân nhân trong thăm viếng trong bệnh viện. Nên như vậy ở nhà thì nhiều người họ thắc mắc, họ nhiều khi gây ra sự hiểu lầm, làm cho bệnh nhân có thể thân nhân không có hiểu. Nhiều bác sĩ, có nhiều khi bác sĩ vì bận, bác sĩ mà đang chăm sóc cho người bệnh nhân có thể hơi bận, hay là không có cơ hội giải đáp cho người thân nhân trong gia đình, gây ra một cái sự bất an. Và nên như vậy chúng ta mới nghĩ đến
một cái chương trình như hôm nay để cho chúng ta có thể giúp cho những người gia đình khi nào đến bệnh viện mình phải có những cái tài liệu gì, mình có lập ra một cái phương pháp nào để cho mình có thể giúp người bác sĩ y tá trong bệnh viện chăm sóc cho người thân của mình tốt hơn. Vâng, cái điều đó nói lên sự quan tâm của bác sĩ Quách Nhất Trí đối với các bệnh nhân, không phải chỉ là thai phụ, mà vì những kinh nghiệm vừa qua nên bác sĩ Trí đã nói với Hương Thơ cái điều này. Hương Thơ thấy rất là quan trọng nên chúng tôi đã thảo luận và đưa ra cái đề tài này. Thưa bác sĩ, trở lại cái câu hỏi Hương Thơ là vấn đề đau bụng, người thai phụ cũng có thể đau bụng và cái đau bụng cũng có là một nguyên nhân gây ra những cái tình huống nghiêm trọng. Ngoài đó những cái vấn đề tim mạch và nhất là trong thời đại dịch khi mình khó thở đó bác sĩ, là những trường hợp đó là mình phải vào bệnh viện ngay lập tức phải không ạ? Vâng. Khu cấp cứu ngay lập tức. Khi nào mà mình ở nhà mà người thân của mình thấy những cái bị xỉu, bị ngất tỉnh hay là hệ thống khó thở đó, hay là bị đau mà bị ngất xỉu, đó là mình gọi 911 rồi mình đưa thẳng đến bệnh viện. Lúc đó là cái trường hợp mà nguy cơ lắm rồi, nguy hiểm lắm rồi. Chứ hồi nãy chúng ta không nói là những người phụ nữ mà bị trễ kinh, mà bị đau bụng với lại ngất xỉu và chảy máu đó, thì lúc gần được cái chuyện mà phải suy nghĩ đầu tiên á, nhất thiết là bị thai ngoài tử cung. Thai ngoài tử cung rất là nguy hiểm cho tính mạng và phải cần đến bệnh phòng khẩn cấp gấp túc. Còn nếu mà mình chăm sóc cho người cha mẹ mà có, nếu mà một người mà có bị bệnh ung thư ví dụ đi, mà bị bệnh lâu dài thì có ra vô bệnh viện thường xuyên, thì đó không có thể là đã bắt đầu đã hiểu biết cái cách mà mình, cái những gì mình phải cần, mình phải tìm người y tá nào, mình phải tìm người bác sĩ nào để nói chuyện, để cho lấy tình mới nhất về cách điều trị cho người bệnh nhân mà đang nằm trong phòng khẩn cấp. Nhưng mà cho những người mà không bao giờ đến bệnh viện, không có biết là bệnh viện ở đâu, mà lần đầu tiên đến bệnh viện, rồi đôi khi đó không ai có gặp trường hợp người thân nhân của mình phải nằm trên cái giường trong phòng khẩn cấp, đôi khi đó mình muốn có tin từ bệnh viện cho biết là tình hình là thế nào, mà đôi khi đó có nhiều khi phải chờ nửa tiếng, một tiếng, hai ba tiếng, có thể nửa ngày mới biết được cái tình trạng của bệnh nhân. Nên như vậy, nếu mà mình ngồi lại, mình trong ngành làm việc trong bệnh viện, mình ngồi ở ngoài mình nhìn những người bệnh nhân họ đang suy nghĩ gì, những người thân nhân cần phải có những cái tin tức gì, nên như vậy mình mới có thể đáp ứng những cái sự nhu cầu của người thân nhân đến bệnh viện. Thì tôi thấy ở bệnh viện Orange Coast có những nhân viên khi nào cần, nhất là nhân viên người Việt, thì giống như chị Thu Nga, chị Hương Thơ, khi nào gọi đến thì có lúc nào những gia đình mà của người bạn của tôi khi nào có cần thì có thể liên hệ đến, được chị Thu Nga lúc nào cũng trả lời, nói chuyện với lại gia đình để cho họ yên tâm. Nhưng mà để nói, để cho chuẩn bị á, là tôi nghĩ là lẽ dĩ nhiên chúng ta không muốn bao giờ muốn ai trong gia đình phải đi tới phòng khẩn cấp. Nhưng mà nếu mà có phải đi đó, mình chuẩn bị như vậy: giấy tờ bảo hiểm, giấy tờ của identification, tên mà bác sĩ mà đang chăm sóc cho mình, những cái thuốc men mà có đang người mẹ mình hay cha mình đang sử dụng á, hay là người thân cái trong đang sử dụng á, mình có một cái danh sách để sẵn, để chi, để khi nào mà đến bệnh viện đó hoặc mình có thể đưa cho họ. Nhiều khi bị đây, side effect phải không ạ? Uống dạ, nhiều khi nó bị... những cái thuốc này đang là thuốc gì, bác sĩ mà đang chăm sóc là ai, để cho họ có thể gọi, để cho họ lấy information, để cho vì do những cái information đó họ có thể hiệu quả hơn, tại họ biết nhanh hơn. So mình nên chuẩn bị những cái giấy tờ đó. Nếu mà mình có người trong thân nhân trong nhà mà lớn tuổi, có thể nhiều khi á, người đó rất là khỏe, mình nghĩ là chắc không bao giờ bị xảy ra đâu, nhưng mà cái chuyện đó mình có thể không có biết được. And so mình nên quan tâm,
hỏi cha mẹ lúc này đang uống thuốc gì, ba đang uống thuốc gì, mẹ đang uống thuốc gì, rồi danh sách ở đâu, bác sĩ nếu mà có trường hợp bác đang đi khám bác sĩ nào. Phần đông tôi nghĩ là gia đình nào cũng sẽ biết về cha mẹ, nhưng mà có nhiều khi mình không biết, tại nhất là những cha mẹ còn đang khỏe mạnh nữa, đang khỏe mạnh mà những người cha mẹ không bao giờ lo cho mẹ, mẹ lo cho con, hy sinh cho con, hy sinh cho con nên không bao giờ nghĩ là mình cần gì hết. Vậy đó. And so that's why mình phải chuẩn bị mấy chuyện đó. Rồi sau khi mà đến bệnh viện rồi đó, mình nên gia đình đông con, có nhiều người họ sẽ gọi vô, có nhiều khi cô y tá, bác sĩ đang chăm sóc cho bệnh nhân mà bị cú telephone gọi để bước ra để trả lời câu hỏi. Nên như vậy tốt nhất là mình elect, mình chỉ định một người, chỉ định một người là để cho đại diện cho gia đình, cho cái người đó là cái người mà sẽ nói lại. Rồi cái người đó là cái người quyết định, hay là cái người đó là người đứng đầu trong gia đình để cho make decision. Và hơn nữa đó, trong cái trường hợp mà không may mà người đó, người thân nhân bị ngất tỉnh, họ có thể không có biết, không có nói được những cái cách mà họ muốn được điều trị, giống như là gọi là advance directive đó. Chỉ định y tế. Dạ, cái chỉ định y tế mình phải hỏi trước. Tuy rằng cái đề tài đó rất là khó, rất là tế nhị để cho nêu lên trong gia đình. Nói à, ba mẹ nếu mà có chuyện không may xảy ra thì ba mẹ muốn sao? Muốn chúng con nói bác sĩ là lúc nào cũng phải cho cứu sống. Bằng cách là nếu mà tim không có bị ngưng đập thì có dùng điện để cho cứu, hay là có phải đút ống trợ thở, hay là làm sao nếu mà trong tình trạng mà não không còn hoạt động nữa thì phải làm sao, vân vân và vân vân. Nên khi nào đến bệnh viện đó, nhiều khi nếu mà mình chưa có một cái cuộc mà để nói chuyện cùng với gia đình là ý muốn của cha mẹ, của người trong nhà là làm sao đó, thì lúc đó tới bệnh viện, nếu mà người bệnh nhân vẫn còn tỉnh, mình nên bàn để cho những nhân viên nhà thương biết cái advance directive. Vâng, tôi xin nhắc lại là những gì quý vị cần mang theo khi đến phòng cấp cứu là thẻ insurance, tên của bác sĩ mà đang chăm sóc hay bác sĩ gia đình của mình, và tất cả những danh sách thuốc men mà quý vị hay là ngay thuốc bổ cũng quý vị đang dùng, và những cái thuốc mà bị phản ứng phụ, bị side effect, tên và số phone của nhà thuốc tây cũng nên đó bác sĩ ha. Rồi driver license hay hoặc ID hoặc passport nếu quý vị không ở không là US citizen. Nói tóm lại, bất cứ điều gì có thể xảy ra cho bất cứ ai, không cần phải là người lớn tuổi, không cần phải cha mẹ già, đang bệnh hay khỏe mạnh, mà ngay cả chúng ta, ngay cả hương thân hay bác sĩ, mình đang uống thuốc gì, đang bị cái gì, mình cũng nên làm một cái danh sách, mình in ra một tờ giấy hay mình viết trong cái quyển nhật ký, một tờ giấy, rồi mình để ở chỗ nào mà người thân biết, trong trường hợp khẩn cấp họ cầm cái đó đi theo. Một lát nữa đây, sau vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục chia sẻ với quý vị những thông tin quan trọng trong những trường hợp khẩn cấp với bác sĩ Thomas Quách Nhất Trí. Xin quý vị tiếp tục theo dõi.